Về câu hỏi của bạn Anh thì cũng khá là phức tạp và khá là chuyên sâu. Tôi xin có một số ý kiến như thế này. Thứ nhất là ông người thân của mình là ông cụ là 85 tuổi, rất là cao tuổi, đã mổ và phẫu thuật, tôi thấy ở đây là phẫu thuật cắt bàng quang bán phần, thì đây cũng là một cái phẫu thuật lớn, không phải phẫu thuật đơn giản, và đi tiểu ra máu thì bạn hỏi có phải nhiễm khuẩn hay không, nhiễm trùng sâu hay không. Thì cái này tôi nghĩ rằng là mình sẽ phải nói chuyện với bác sĩ điều trị của bạn. Bởi vì với một ông cụ 85 tuổi mà sau một cái phẫu thuật như thế này thì nó sẽ có rất là nhiều các cái nguy cơ, nhất là phẫu thuật cái vùng về tiết niệu, các cái nguyên nhiễm khuẩn, và ngoài ra chúng tôi còn quan tâm đến những cái nguy cơ khác nữa sau mổ, ví dụ như là tắc mạch hay huyết khối. Tất cả những cái mối quan tâm này thì tôi tin rằng là các bác sĩ của ông cũng như chúng tôi cũng quan tâm, nhưng có thể là gia đình mình, tức là bác sĩ có thể là trao đổi với đại diện gia đình mình để nắm được thêm thông tin. Chứ thông thường là khi ông ở hoặc là khu vực hậu phẫu thì bác sĩ điều trị rất là tích cực, nhưng mà có thể mình sẽ không biết được các cái can thiệp hàng ngày của bác sĩ một cách chi tiết. Ngoài ra thì và ông thì cũng khó chịu rồi thì hay giật ống ra vân vân, thì những cái đó thì có thể là vì cụ cũng lớn tuổi rồi. Những cái gì cũng không thấy thoải mái là cụ có thể có những cái phản ứng, thì rất là trong quá trình chăm sóc người bệnh thì mình cũng nên mô tả lại những cái vấn đề đó để bác sĩ kiểm tra lại xem là nó có cái kích thích khó chịu gì ngay tại chỗ hay không, nhưng đồng thời bác sĩ cũng thể xem những vấn đề khác có ảnh hưởng gì khác không, nhất là sau mổ một cụ lớn tuổi, ông cụ lớn tuổi như thế này, các vấn đề khác có thể liên quan đến thần kinh trung ương hay không, vân vân. Có rất là nhiều các cái vấn đề thuộc về chuyên môn sâu, và chúng tôi cũng có thể là tư vấn với các đồng nghiệp của mình qua telehealth. Thì nếu như chúng tôi sẵn sàng kết nối với đồng nghiệp là bác sĩ mà chăm sóc cụ thể, vì đây là những vấn đề rất là chuyên sâu về y tế. Về vấn đề đối với móc phin thì tôi cũng xin chia sẻ, nhân đây thì tôi cũng xin chia sẻ về cái cách sử dụng móc phin với cộng đồng. Còn về cái chỉ định thì về chuyên khoa sâu thì tất nhiên là chúng tôi với các cán bộ y tế thì chúng tôi cũng có cái hướng chia sẻ khác. Nhưng với cộng đồng thì tôi chỉ đưa ra các thông điệp. Thứ nhất là việc sử dụng móc phin hiện nay thì có rất là nhiều các cái mục đích. Có thể là để giảm đau, nhưng với móc phin liều thấp có thể điều trị giảm đau này, điều trị chống khó thở này, và các điều trị khác. Và xu hướng bây giờ người ta, và móc phin thực ra là một cái chế phẩm được sử dụng rất là an toàn. Mọi người thường sẽ e ngại cái việc sử dụng móc phin có thể gây nghiện cho bệnh nhân, nhưng xin thưa rằng là các nghiên cứu trên thế giới và các cái tác giả người Úc thì thấy rằng là đến 80-90% móc phin nếu được sử dụng đúng chỉ định thì không gây nghiện. Vấn đề tôi muốn nhấn mạnh ở đây là dùng đúng chỉ định. Thế nào là đúng chỉ định? Thứ nhất là đúng chỉ định về y tế, cái thứ hai là bác sĩ phải dò được cái liều phù hợp với người bệnh. Nó sẽ không có một cái liều cụ thể, bởi vì có những cái nhóm người bệnh mà đã có những cái tiền sử sử dụng các cái thuốc giảm đau gây nghiện, hay chúng tôi thường gọi là nhóm opiat, thì cái ngưỡng của dùng của nền của người bệnh sẽ cao hơn, và cái liều khởi đầu nó sẽ khác. Và với những cái người mà chưa từng sử dụng thì cái liều khởi đầu nó thường khác, và liều thông thường thì chúng tôi thường sử dụng là liều rất là thấp, khoảng 2 mg mỗi 4 giờ theo đường tĩnh mạch hoặc đường tiêm dưới da, hoặc nếu đường uống thì sẽ là liều gấp đôi. Nhưng cái điều là chúng ta đừng quá quan ngại về vấn đề dùng morphine. Morphine là một trong những cái biện pháp để điều trị để giảm đau cho người bệnh, không chỉ là người bệnh ung thư mà trong các cái đau khác, ví dụ đau do chấn thương, thậm chí đau do sinh nở, thì người ta đều sử dụng morphine để làm sao để cắt được sớm cái cơn đau, và nó rất là ít tác dụng phụ. Và khi tôi cũng gặp rất là nhiều tình huống người bệnh khi chúng tôi cho chỉ định sử dụng morphine với cái mục đích ví dụ như để đỡ khó thở hoặc giảm kích thích, thì người gia đình thường nhìn thấy bác morphine mặc dù đã được giải thích vẫn e ngại rằng là hay là mình bị ở giai đoạn muộn quá rồi, giai đoạn nặng rồi dùng morphine. Hay là có những bà vợ nước mắt ngắn nước mắt dài gặp trực tiếp tôi nói rằng là em thì thương chồng lắm nhưng xin bác sĩ đừng dùng morphine cho chồng em, vì chẳng may chồng em mà bị nghiện thì chẳng biết lấy đâu ra. Thì đấy là những cái trăn trở mà tôi trong công việc hàng ngày tôi thấy là rất là mong muốn có một dịp nào đấy được xuất hiện lên sóng thì tôi sẽ nói về vấn đề này, là chúng ta hãy tin tưởng vào bác sĩ, và chúng ta người thân hãy mô tả cái cơn đau chính xác, theo dõi cơn đau chính xác để bác sĩ cho cái liều thuốc phù hợp. Và xin thưa là nếu morphine dùng đúng chỉ định sẽ không gây nghiện, nhưng dùng sai chỉ định, tức là mình cái liều lượng nó không đúng, nó hoặc là nó bị lạm dụng ấy, thì nó sẽ gây ra ảo giác và gây nghiện. Cơ chế của nghiện là đó là do chúng ta lạm dụng thuốc thôi. Thế còn về nó gọi là sinh và dụng của thuốc thì thông thường người ta sẽ dùng cách nhau mỗi 4 giờ. Nếu như mà không đạt hiệu quả giảm đau, bác sĩ sẽ đánh giá lại và sẽ tăng liều thuốc lên chứ không thay đổi cái cữ sử dụng. Cái cữ sử dụng sẽ là mỗi 4 giờ, và cái liều cuối cùng trước khi đi ngủ thì có thể là tăng gấp đôi liều lên để cho người bệnh có thể không nửa đêm không phải dậy để uống thuốc, hay là điều dưỡng không nửa đêm phải dậy để tiêm thuốc. Thì đấy là một trong số các cái nguyên tắc sử dụng morphine. Thì nếu như mà mình thấy rằng là cái cơn đau nó không đạt được cái hiệu quả thì các bác sĩ sẽ phải kiểm tra, khi xong morphine sẽ phải kiểm tra lại sau khoảng 15 20 phút 30 phút để đánh giá cơn đau, và sẽ phải dò liều trước những cái di chuyển bệnh nhân mà gây đau, hay người ta gọi là liều cứu hộ. Và cái liều morphine của ngày hôm sau sẽ bằng
tổng liều morphine của ngày hôm trước cộng với liều ký hộ chia đều ra, lại chia cho các cái cữ để dễ biết là cái liều cơ sở mỗi một lần dùng là bao nhiêu. Thì các cái cách tính này nó rất là chuyên sâu, và tôi cũng phải nói rằng là ở bệnh viện ca có trung tâm chăm sóc giảm nhẹ, có các thầy thuốc, thậm chí là giảng viên cấp quốc gia về vấn đề giảng bài về chăm sóc giảm nhẹ là những thầy thuốc rất là chuyên sâu về vấn đề này. Tuy nhiên thì đối với cộng đồng thì tôi cũng xin thưa rằng là morphine nếu được dùng đúng chỉ định rất lành. Cái thứ hai nữa là cái việc được sử dụng morphine để giảm đau hoặc giảm các cái triệu chứng cần thiết của người bệnh là không những là mang lại cái dễ chịu cho người bệnh, mà tôi thấy rằng đây là một vấn đề thuộc về nhân đạo, nên là chúng ta cũng đừng quá sợ hãi mà đôi khi mất đi cái cơ hội được xoa nhẹ, được xoa dịu những cái cơn đau của người bệnh. Và cái thứ ba nữa là chúng ta hãy mô tả các cái triệu chứng, chúng ta hay tôi nói đóng bẩm một cách là chúng ta hãy đòi hỏi ở bác sĩ cái việc cái nhu cầu cần điều trị giảm đau hơn nữa của người thân của mình với bác sĩ, để bác sĩ sẽ tính liều và sẽ có cái liều phù hợp. Ở đây thì ông có suy thận này, rồi có các cái bệnh nền thì người bác sĩ sẽ phải tính mức lọc cầu thận, tính toán tất cả cái lượng thuốc, không chỉ có morphine mà các lượng thuốc khác, để đưa ra cái liều cụ thể. Và mình là người thân, mình chăm sóc phối hợp cùng nhân viên y tế, chúng ta sẽ quan sát và mô tả lại cơn đau. Chúng tôi sẽ sử dụng cái thang điểm chống đau từ 0 đến 10 điểm, mà chúng ta cái này thì có thể mô tả là bác sĩ có thể ghi nhận được, để chúng ta tăng cái liều thuốc lên cho phù hợp trong nhu cầu người bệnh, chứ chúng ta không thay đổi cái cữ dùng. Chúng tôi có thể dùng liên tục và dùng theo cữ, nhưng mà các nghiên cứu thấy giờ dùng theo cữ mỗi 4 tiếng một lần là cái cách dùng khoa học nhất. Thế còn cái liều lượng đấy sẽ khác nhau giữa từng bệnh nhân. Đã có những cái bệnh nhân dùng đến mười mấy ống morphine một ngày hoặc là một cữ rồi, nhưng những liều cao như vậy thì thường dùng ở những cái trung tâm chăm sóc giảm nhẹ chuyên sâu của chúng tôi. Thì qua cái câu hỏi của bạn thì rất là mong bạn hãy trao đổi, quan sát, đừng có e ngại khi gặp bác sĩ, nhưng tất nhiên là chúng ta phải làm việc một cách hiệu quả. Cái bác sĩ cũng có những cái lịch làm việc rất là dày đặc, nhưng tôi nghĩ rằng là chúng tôi hay như tất cả các đồng nghiệp khác đều có cái lịch tiếp bệnh nhân của mình, nhưng phải làm việc một cách hiệu quả. Đó là gì? Chúng ta hãy viết ra tất cả những vấn đề, trừ trường hợp cấp cứu thì bất cứ lúc nào còn những vấn đề mình cần tư vấn, mình nên viết ra một tờ giấy tất cả những cái vấn đề mà mình cần quan tâm, và khi đặt được lịch hẹn khám nói chuyện với bác sĩ, chúng ta hãy trình bày hết những vấn đề mà chúng ta còn trăn trở. Cái thứ hai nữa là chúng ta nên có một cái quyển sổ để đầu giường, chúng ta có thể là không phải một mình chúng ta trông, có thể chúng ta thay phiên người khác, thì chúng ta phải tiếp nối các cái thông tin trong cái quyển sổ đấy như một cái quyển nhật ký chăm sóc người thân, để khi bác sĩ hỏi thì chúng ta có thể biết rằng là ngày hôm qua như nào, ngày hôm nay như nào, để bác sĩ đưa ra cái liều lượng phù hợp cho người thân mình. Chứ đến mặc dù rất là quan rất là lo lắng như hỏi là vậy thì từ sáng ông tiểu đó bao nhiêu chẳng hạn, thì lại bảo sáng nay bố em trông em không biết chẳng hạn, như thế thì rất là khó cho bác sĩ có thể điều chỉnh cho gia đình mình.